Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã thực hiện cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội các địa phương và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đồng thời cung cấp điện an toàn phục vụ nông nghiệp, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, các kỳ họp Quốc hội, các dịp lễ, Tết, các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, v.v. Sản lượng điện thương phẩm của EVN-NPC 6 tháng đầu năm đạt 23.752 triệu kWh, tăng trưởng 13,25% so với cùng kỳ năm 2015. 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đã có chuyển biến tích cực, đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 851 khách hàng có đầu tư trạm biến áp trung áp với thời gian giải quyết thủ tục trung bình là 7,23 ngày, gửi 71,773 triệu lượt tin nhắn đến khách hàng. Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2016, lãnh đạo tổng công ty cho biết EVN-NPC sẽ nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện các mục tiêu cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, củng cố công tác an toàn lao động, phấn đấu sản lượng điện thương phẩm cả năm 2016 đạt 51,1 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch EVN giao 150 triệu kWh.